thì ngành điện đã thực hiện công tác chuyển đổi số, đó là thay các cái công tơ có chức năng đo đếm từ xa. Thì tức công tơ này thì có khả năng là thu thập dữ liệu được sử dụng của khách hàng về trung tâm của công ty tổng ty, qua đó thì sẽ rất là có đủ các cái điều kiện để mà chúng ta dời chuyển cái ngày ghi điện về một ngày để tính toán tập trung. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Thứ hai nữa là việc thay công tơ có chức năng đo đếm từ xa, đó là để tăng cái năng suất lao động. Trước đây thì chúng ta ghi điện cho nhà khách hàng do là ghi bằng thủ công, thì phải rải ra từ ngày 3 đến ngày 25 hàng tháng để mà đáp ứng được toàn bộ khách hàng trên địa bàn thành phố. Việc chuyển ngày ghi điện về cuối tháng thì mang lại những cái lợi ích cho khách hàng, đó là có thể thu thập được tất cả các cái dữ liệu của khách hàng hàng ngày trên cái ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện. Tất cả các người dân có thể xem được cái điện năng tiêu thụ của gia đình mình trong hàng ngày, qua đó thì điều chỉnh được cái mức sử dụng điện để vừa là tiết kiệm cũng như là điều chỉnh được cái sự lãng phí. Thứ hai trong cái này đó là trước đây thì do là việc ghi điện rải ra trong nhiều ngày thì người dân có khả năng là sẽ không nhớ được cái ngày mà chúng ta đóng tiền điện, dẫn đến có nhiều trường hợp là bị gọi là quá cái hạn đóng tiền và bị cắt điện. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Khi mà chúng ta chuyển cái ngày ghi điện về cuối tháng thì tất cả các cái dịch vụ như là viễn thông, internet hay là điện thoại thì cũng như là điện lực thì sẽ rất là dễ nhớ, và như vậy thì sẽ không có xảy ra cái tình trạng quên trong cái việc đóng tiền điện mà gây ra cái việc mất điện. Còn về số ngày mà sử dụng điện tăng lên, đầu tiên là trong tháng theo cái ngày ghi điện cũ, tức là đến khoảng đầu tháng 8 hoặc đến giữa tháng 8 thì sẽ có phát hành hóa đơn chọn 31 ngày. Tuy nhiên là do dời về ngày cuối tháng là ngày 31 tháng 8, vì vậy là khách hàng sẽ có cái số ngày sử dụng điện tăng lên tương ứng là từ cái ngày ghi điện cũ đến ngày 31 tháng 8. Tài liệu thì chúng tôi có gửi cho các phóng viên có phân tích đối với những cái ngày tăng thêm thì cái định mức sử dụng điện cũng sẽ được tăng tương ứng, và như vậy thì qua cái tính toán cụ thể từng trường hợp thì tất cả các cái hóa đơn nếu mà tính theo cái định mức cũ là 50 kW, ví dụ như là bậc 1 50 kW cho 31 ngày cộng với số ngày tăng thêm là tùy vào cái ngày tăng thêm thì sẽ có cái định mức tăng thêm, và như vậy cộng hai cái này lại thì sẽ rất là khớp với cái hóa đơn chúng tôi đã phát hành. Còn trong quá trình triển khai thực hiện thì ngành điện cũng đã có những cái thông báo. Đầu tiên là thông báo trước 15 ngày so với cái ngày mà điều chỉnh ngày ghi điện cũ, rồi sau đó tới ngày ghi điện thì ngành điện cũng thông báo cho khách hàng là chưa phát hành hóa đơn vào cái thời điểm này và sẽ phát hành vào cuối tháng. Đồng thời là thông báo đến chính quyền địa phương, gửi các thông báo đến chính quyền địa phương để người dân nắm rõ các thông tin. Và cuối cùng thì cái đợt sau khi phát hành hóa đơn vào 31 tháng 8 vừa qua và thông báo tiền điện cho khách hàng thì cũng có những cái dư luận cũng như là có rất là nhiều bài báo đăng về vấn đề này. Thì qua cái ý kiến của khách hàng mà chúng tôi tiếp nhận được là tổng số khách hàng có ý kiến là 0,8% so với tổng số cái đợt điều chỉnh này. Và hiện nay tới thời điểm này thì chúng tôi đã giải thích và tỷ lệ của khách hàng đã đóng tiền là trên 60% và không còn khách hàng nào là có cái ý kiến thắc mắc và đều đồng thuận với cái việc này. Thì mong là đầu tiên thì ngành điện là cũng xin lỗi về sự bất tiện trong cái đợt thực hiện vừa qua. Thứ hai nữa thì cũng là sẽ thực hiện trong cái đợt hết ngày 30 tháng 9 sẽ có một cái đợt ghi điện mới, và cũng mong là tất cả các anh chị các cơ quan truyền thông cũng hỗ trợ tuyên truyền giúp ngành điện là cho các khách hàng cài đặt cái ứng dụng chăm sóc khách hàng của Tổng ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh để nhận được thông tin một cách chính xác và kịp thời, cũng như là tham khảo các cái dữ liệu sử dụng điện của gia đình mình để nắm được cái tình hình tiêu thụ.